forget the day we met. Your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me small. Xin chào tất cả các bạn, mình là Emily Phương, rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta có một video mới, một video mà Phương cũng quay ngẫu nhiên thôi, vì ngày mai Phương sẽ cùng nhà của Phương đi du lịch ở Đồng Nai dưới Bảo Lộc. Các bạn biết rồi, ở trên Bảo Lộc thì thời tiết sẽ rất là mát, nhưng mà dưới Bảo Lộc trở đi về với thành phố của mình thì thời tiết nó cũng giống như ở thành phố, nắng dạo này rất là gắt, nóng nực, ôi ả, và nó sẽ ảnh hưởng tới làn da của chúng ta rất là nhiều. Và từ đó thì Phương nảy sinh ra một cái video là tại sao Phương không chia sẻ bí quyết giữ gìn làn da khi mà chúng ta đi du lịch, thì chúng ta cần mang theo những gì. Và cái việc đi du lịch thì quá quen thuộc đối với những người trẻ của chúng ta rồi. Việc đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị quần áo để mà mặc cho phù hợp với cái khí hậu và thời tiết, cũng như là phong cảnh khi mà chúng ta đi du lịch, để mà chúng ta sẽ có những cái bức hình, chụp hình và sống ảo. Phương cũng đã chuẩn bị xong cái công đoạn chuẩn bị quần áo rồi, và bây giờ thì đến công đoạn Phương phải chuẩn bị mỹ phẩm cho Phương. Và những cái mỹ phẩm nào thì Phương nên mang đi, những mỹ phẩm nào thì Phương cần để ở nhà. Bí quyết chuẩn bị mỹ phẩm của Phương khi đi du lịch đó là Phương sẽ chuẩn bị mỹ phẩm từ trên tóc xuống tới chân luôn, để mà không thể quên được những cái mỹ phẩm cần thiết. Khi chuẩn bị những mỹ phẩm dành cho tóc thì đầu tiên Phương không thể quên đó là dầu gội đầu. Phương sẽ sử dụng dầu gội đầu của hãng The Body Shop, chiết xuất từ lá trà xanh. Việc thứ hai chúng ta không thể quên sau khi gội đầu xong đó là chúng ta cần phải có dầu xả để mà xả tóc lại cho tóc mềm mượt hơn. Phương cũng dùng dầu xả của The Body Shop luôn, nhưng mà chiết xuất từ gừng, dành cho tóc khô và yếu. Tiếp theo thì khi mà đi du lịch thì Phương sẽ đội nón rất là nhiều. Việc đội nón như vậy thì sẽ làm cho da đầu tiết ra nhiều mồ hôi vì bị bí bách, nên là cái tình trạng ngứa da đầu và cái tình trạng da chết trên đầu sẽ nhiều hơn. Việc chúng ta cần đó là sử dụng một sản phẩm tẩy tế bào chết cho da đầu là cần thiết. Thì Phương sử dụng tẩy tế bào chết cho da đầu của The Body Shop luôn, cũng chiết xuất từ trà xanh. Và cuối cùng đó chính là Phương sẽ sử dụng serum dưỡng tóc. Sau khi mà gội đầu xong, sấy khô tóc thì Phương sẽ sử dụng serum này của nhà Innisfree. Và khi mà chúng ta mang những cái thứ này đi du lịch thì nó quá là nhiều, rồi cộng thêm phần mỹ phẩm của chúng ta nữa thì nó sẽ không hay. Nên cái việc đầu tiên của chúng ta cần đó chính là chúng ta phải chiết ra những cái chai nhỏ hơn. Đây là những cái chai nhỏ Phương đã chuẩn bị. Vậy là xong bước chuẩn bị cho tóc, và các bạn đừng quên là các bạn cần phải mang một cái nón để mà chúng ta che nắng nữa nha. Tiếp theo thì Phương sẽ sử dụng những mỹ phẩm dành cho da mặt. Và nếu như các bạn đã xem những video trước của Phương, có một video nói về cái việc dưỡng da cơ bản, thì Phương sẽ chia việc dưỡng da cơ bản ra làm 3 bước. Đầu tiên đó là bước làm sạch, tiếp theo là dùng toner, thứ ba là dùng kem dưỡng ẩm. Và khi mà bước làm sạch thì Phương sẽ sử dụng dầu tẩy trang của nhà Su, có cái khả năng đó là kiểm soát độ nhờn trên da mặt. Vì Phương là làn da hỗn hợp thiên về khô, và Phương bị nhờn ở vùng chữ T là vùng trán và vùng mũi, nên là khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp Phương kìm lại cái độ nhờn ở trên da của chúng ta. Vì khi mà đi du lịch thì chúng ta đồng nghĩa với việc chúng ta phải ra ngoài nắng nhiều, nó sẽ đổ dầu lên da mặt của chúng ta rất là nhiều. Và cái việc đổ dầu như vậy nếu mà chúng ta không làm sạch đúng cách á, thì nó sẽ bí bách trên da và gây ra tình trạng nổi mụn, viêm. Tiếp theo đó là sản phẩm sữa rửa mặt, thì Phương sẽ sử dụng sữa rửa mặt của nhà Laneige, có tên đó là Multi Deep Cleanser. Cái sữa rửa mặt này nó sẽ có khả năng là tẩy tế bào chết, nhưng mà ở dạng rất là nhẹ dịu vì nó có chiết xuất của đu đủ, và một cái chiết xuất nữa đó là chiết xuất của blueberry. Và cái sản phẩm này vừa rửa mặt, vừa có khả năng tẩy tế bào chết, remove lên lớp make up của chúng ta, và remove luôn cái sản phẩm kem chống nắng vật lý. Vì nếu như các bạn không biết thì kem chống nắng vật lý nó sẽ có titanium dioxide, và cái titanium dioxide này khi mà các bạn rửa mặt không á, không dùng dầu tẩy trang á, nó cũng sẽ không tan trong nước nữa. Và cái việc mà cái titanium dioxide nó trên da của chúng ta lâu á, thì nó sẽ gây ra tình trạng nổi mụn. Bởi vậy nhiều bạn không biết thì sẽ hay nói là sức kem chống nắng vô thì bị nổi mụn. Cái việc đó là không đúng, chỉ là do các bạn, đó là các bạn không rửa mặt đúng cách, không rửa mặt thật sạch, da của bạn sẽ bị nổi mụn thôi. Và cái sữa rửa mặt này thì dành cho tất cả mọi loại da luôn, có thể sử dụng được, nên các bạn có thể sử dụng qua cái loại này, Phương cảm thấy rất là ok. Dầu tẩy trang và sữa rửa mặt là hai mỹ phẩm các bạn không thể quên được nha, trong bước mà chúng ta làm sạch da, để mà dưỡng da ở những bước sau thì sẽ phát huy tốt hơn. Và nếu như các bạn kỹ hơn giống như Phương thì Phương sẽ sử dụng thêm
máy rửa mặt của nhà Amy thuộc Happy Skin nữa, vì khi mà Phương đi ra du lịch như vậy thì đồng nghĩa với việc mình ở ngoài nhiều, và cái vùng Phương sắp đi đó là vùng đất đỏ, khói bụi rất là nhiều, nên cái việc mà làm sạch sâu cho da để bỏ đi những cái lớp bụi bẩn, tránh gây tình trạng bị nổi mụn viêm rất là cần thiết. Và nếu như các bạn nào muốn mua cái máy này thì nó sẽ có giá là 820.000, Phương sẽ để link mô tả ở phía dưới. Và nếu như các bạn nào mà chưa biết cái công dụng hay là cái sản phẩm này có những cái lợi ích gì thì các bạn có thể xem lại video ở phía trên, Phương đã review về cái sản phẩm máy rửa mặt này rồi. Và vậy là xong cái bước làm sạch da gồm có 3 sản phẩm như vậy. Ở bước thứ hai đó chính là chúng ta sử dụng toner và nước hoa hồng để mà cân bằng cho da, và nước hoa hồng cũng giống như là rễ cây, nó sẽ hút những cái toner xuống dưới phần da ở dưới trung bì và hạ bì, và những cái bước dưỡng ở phía sau thì nó cũng sẽ hút xuống phần trung bì và hạ bì dưới da tốt hơn. Và sản phẩm toner Phương quyết định mang theo đó là sản phẩm toner của nhà Laneige Dream Skin. Sản phẩm này sẽ làm da của Phương sẽ được cấp ẩm nhiều hơn và mềm hơn, vì khi đi ra ngoài ánh nắng thì da của Phương nó dễ bị khô ở phần hai bên má, thì cái sản phẩm này sẽ giúp Phương, da của Phương nó mềm mịn và giữ nước tốt hơn. Phương đã mua một chai toner nhà Laneige size nhỏ với dung tích là 50ml để dễ dàng mang đi du lịch, và chai này là chai nhựa nên khi mang đi chúng ta không sợ bị bể giống như là chai thủy tinh như vậy. Phương sẽ bỏ chai toner này vào túi của Phương. Sau bước thứ hai sử dụng toner thì bước thứ ba đó là bước dưỡng ẩm cho làn da, và Phương quyết định mang ít những cái mỹ phẩm thôi. Phương sẽ mang 3 loại. Đầu tiên đó là Phương sẽ mang serum của nhà Lancôme. Serum này thì nó sẽ có một cái hệ vi sinh rất là tốt cho làn da của chúng ta, ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da, giảm đồi mồi. Và sản phẩm này thì giá nó hơi cao một chút. 30ml thì nó có giá là 2,5 triệu, và 50ml là 3,5 triệu, và 150ml là 5,5 triệu. Và cái thành phần của cái sản phẩm này cũng rất là tốt. Và Phương sẽ review sản phẩm này chi tiết hơn trong những video sau. Và Phương khi Phương mua chai này thì Phương cũng được tặng một chai nhỏ để mà mang theo. Thì Phương sẽ quyết định Phương sẽ mang chai nhỏ này bỏ vào túi. Sản phẩm tiếp theo Phương sẽ mang đó chính là kem dưỡng da mắt. Thì mắt của chúng ta là một cái phần dễ bị lão hóa hơn những cái phần khác, và khi đi du lịch thì phần da mắt của chúng ta rất là dễ bị ảnh hưởng, dễ bị tổn thương. Chúng ta thức khuya nhiều hơn, rồi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng, thì chúng ta cần mang theo một cái kính râm và sử dụng sản phẩm dưỡng da mắt, đó là sản phẩm của nhà Vichy. Sản phẩm này thì nó sẽ có công dụng đó là giảm vết nhăn trên mắt và nó sẽ giảm quầng thâm trên mắt. Tiếp theo, sản phẩm cuối cùng trong bước dưỡng ẩm mà Phương muốn mang theo đó là kem dưỡng ẩm của nhà The Ordinary. Có tên đầy đủ đó là Natural Moisturizing Factor cộng SA. Vậy là xong 3 cái sản phẩm Phương cần phải mang theo để mà dưỡng da, Phương sẽ bỏ vào túi. Và sản phẩm Phương muốn nói đến cuối cùng, Phương để cuối cùng luôn, dành cho da mặt của chúng ta, và Phương muốn các bạn không bao giờ được quên khi đi du lịch, đó chính là các bạn cần phải mang theo cho mình kem chống nắng. Và kem chống nắng Phương dùng là của nhà Anessa. Kem chống nắng nhà Anessa này là kem chống nắng dạng sữa, nó có SPF là 50+ và PA 4 dấu cộng. Kem chống nắng này thì sử dụng được cho da nhạy cảm và cả da em bé nữa. Và khi sử dụng kem chống nắng thì các bạn lưu ý là ngoài việc sức kem chống nắng ở mặt của chúng ta thì các bạn cần phải sức cho da cổ và đến da ngực của chúng ta, sau đó là phần cổ phía sau và phần tai của chúng ta. Vì Phương biết là một số bạn chỉ quan tâm chăm sóc da mặt thôi mà bỏ quên những cái phần cũng bị ánh sáng ảnh hưởng tới làn da, đó là da cổ và da ngực. Các bạn nhớ những cái bước mà Phương chỉ nha. Khi mà nhắc đến da cơ thể thì việc đầu tiên mỹ phẩm các bạn cần mang theo đó là sữa tắm. Thì Phương sẽ sử dụng sữa tắm của nhà The Body Shop. Nó có chiết xuất từ hoa lài. Chai này thì nó rất là to, nó có dung tích là 750ml lận, nên Phương sẽ chiết ra một chai nhỏ hơn. Sau khi tắm xong thì các bạn cần có một kem dưỡng ẩm dành cho da cơ thể, cũng giống như là da mặt của chúng ta vậy đó. Sau khi các bạn rửa mặt xong thì các bạn cần phải dưỡng ẩm cho làn da mặt, thì da cơ thể của các bạn cũng cần phải được dưỡng như vậy. Vì lý do là khi các bạn đi du lịch thì các bạn sẽ ở ngoài môi trường rất là nhiều, da của bạn sẽ bị mất nước. Và Phương sử dụng sản phẩm của nhà Skinky có xuất xứ từ Hàn Quốc, và sản phẩm này ngoài khả năng là cấp ẩm cho làn da thì nó sẽ có khả năng chống nắng nữa. Nó là sản phẩm 2 trong 1, vì vậy tiện lợi khi mà mang theo đi du lịch, các bạn không cần phải mang theo một chai
kem chống nắng cho body nữa. Và sản phẩm cuối cùng dành cho cơ thể mà Phương muốn mang theo đó chính là sản phẩm kem dưỡng da tay của nhà Skinky luôn. Kem dưỡng da tay này thì Phương sẽ ngoài việc dưỡng cho da tay của Phương khi mà tiếp xúc với ánh nắng nè, cầm nắm nhiều thứ, giảm tình trạng là bị gãy móng khi mà đi du lịch. Ngoài ra thì Phương sẽ dưỡng luôn cho da bàn chân của Phương, vì khi đi du lịch thì chúng ta sẽ di chuyển rất là nhiều, mà chúng ta mang giày rồi di chuyển nhiều thì sẽ làm da chân của chúng ta cọ xát nhiều, sẽ làm da của chúng ta bị tổn thương, bị khô, da chết sẽ hình thành rất là nhiều. Nên khi mà sử dụng sản phẩm của Skinky này thì nó sẽ làm mềm da tay và da chân của chúng ta rất là tốt. Vậy là xong những bước chuẩn bị mỹ phẩm cần thiết khi mà chúng ta đi du lịch. Phương đã bỏ gọn trong túi này rồi, chúng ta chỉ cần bỏ vào vali nữa là xong. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Phương. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Phương để nhận được những video mới vào mỗi tuần nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!